Công ty cổ phần Đam San, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình được thành lập năm 2006. Hơn chục năm, mang sức mạnh của dũng khí núi rừng Tây Nguyên, Đam San đã lớn mạnh không ngừng, có bước phát triển vượt bậc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đam San sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực chính như bông nguyên liệu, sợi OE, sợi CD, sợi xe đôi, khăn bông cao cấp, khăn ăn, đầu tư bất động sản. Ngày đầu thành lập chỉ có 12 cổ đông với số vốn điều lệ 12 tỷ đồng, thì đến nay tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đam San trải qua không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, dường như càng trong gian khó, dũng sĩ Đam San lại càng khẳng định được vị thế và bản lĩnh của mình. Xác định chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững với ngành dệt sợi, ngay từ khi mới thành lập, công ty chú trọng đầu tư các thiết bị tiên tiến hiện đại, nhập khẩu toàn bộ máy bông trải ghép, máy kéo sợi, máy dệt khăn từ Đức, Thụy Sĩ, Ý, Nhật Bản. Tháng 6 năm 2006, Đam San đầu tư hơn 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy Đam San 1, công suất 2.880 tấn sợi OE trên một năm tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. Tháng 6 năm 2010, Đam San tiếp tục mở rộng đầu tư 10 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy Đam San 2, công suất 3.600 tấn sợi OE một năm và 720 tấn khăn trên một năm tại khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Những năm gần đây, Đam San tiếp tục đầu tư thêm các nhà máy mới như dự án nhà máy kéo sợi Efren, nhà máy Đam San 3 với vốn đầu tư 282 tỷ đồng và nhà máy dệt khăn cao cấp có vốn đầu tư hơn 87 tỷ đồng. Tổng công suất 16.560 tấn sợi một năm và 2.040 tấn khăn một năm. Nhìn lại năm 2017, năm mà nền kinh tế thế giới có chuyển biến tích cực, tình hình kinh tế trong nước có nhiều khả quan, lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ ổn định, nguồn tiền cho sản xuất kinh doanh được khơi thông. Các chính sách cởi mở của nhà nước, nhất là tinh thần của một chính phủ kiến tạo và hành động, đã tạo nhiều thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Đam San nói riêng tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển đi lên, hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đề ra. Doanh số của năm 2017 thì đề ra là 1.700 tỷ đồng, thì cũng đạt được 1.700 tỷ đồng. Hai nữa là kim ngạch xuất nhập khẩu thì đề ra là 70 triệu, thì cũng thực hiện được đúng 70 triệu đô. Về trong đó thì nhập khẩu là 28 triệu đô và xuất khẩu là 42 triệu đô. Về cái công ăn việc làm của người lao động thì cũng đảm bảo là tương đối tốt, công ăn việc làm của người lao động thì ổn định, đảm bảo việc làm, đảm bảo các cái chế độ cũng như là cái tiền lương. Thì tiền lương của người cán bộ nhân viên của toàn công ty năm 2017 tăng 9%. Vừa qua, trong chuyến về thăm và làm việc tại Thái Bình, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, biểu dương chúc mừng, đánh giá cao những thành quả đạt được của tập thể cán bộ, người lao động công ty cổ phần Đam San, nhất là sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong việc góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Hoạt động tài chính của Đam San đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, tạo dựng niềm tin đối với các cổ đông và khách hàng. Đặc biệt là trong năm 2017, thì công ty cũng là một trong những đơn vị mà tiếp rất là nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. Nhưng mà tất cả các đoàn, từ kiểm tra sau thông quan, rồi thanh tra thuế, rồi thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, thì tất cả các cái kết quả kiểm tra của các đoàn này, đến từng cái phần việc công việc đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đây là một cái mà công ty cũng khẳng định là sau hơn 10 năm thì công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ đúng cái quy định của luật pháp. Niềm vui tiếp nối niềm vui. Sau hơn một năm chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán HOSE, Thành phố Hồ Chí Minh,
cổ phiếu ADS của công ty cổ phần Đam San luôn nhận được tín hiệu tốt từ giới đầu tư. Hiện nay là công ty là một đơn vị mới lên sàn niêm yết trên thành sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng công ty đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu trong cái tháng 12 năm 2017, đạt 85%, và cái lợi nhuận của năm 2017 cũng đạt cái yêu cầu của công ty, hoàn thành cái kế hoạch đề ra của công ty từ cái đại hội cổ đông đầu năm 2017. Và đặc biệt là các cái cổ đông của công ty cũng rất phấn khởi là sẽ được trả cổ tức trong năm 2017 là bằng 20%. Và một cái tín hiệu rất là vui là giá mệnh giá cổ phiếu của công ty là ổn định, hiện nay là nó dao động ở khoảng cơ độ 17.500 đến 18.000 đồng một cổ phiếu. Với khát vọng không ngừng vươn lên, muốn gắn sản xuất kinh doanh với thực hiện trách nhiệm xã hội, đại gia ngành dệt may này còn tiên phong thực hiện một chính sách xã hội lớn của tỉnh, đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Sau khi triển khai thành công chung cư hiện đại đầu tiên cho người có thu nhập thấp tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thế Bình, năm 2015, công ty cổ phần Đam San tiếp tục đầu tư 130 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại tổ 39-40, phường Quang Trung, thành phố Thế Bình, quy mô 15 tầng, gồm 286 căn hộ. Sau hơn 2 năm thi công, trong dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018 này, Đam San chính thức bàn giao nhà cho các hộ gia đình, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật được các cấp ngành liên quan và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, yếu tố vị trí gần như quyết định một nửa sự thành công của dự án đó. Nhận định về vị trí khu đô thị Phú Xuân Nam San, hầu hết mọi người đều đánh giá rất cao và cho rằng đây là của hiếm, đắc địa, là một sản phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết của công ty cổ phần Đam San, cam kết mang đến một không gian sống hoàn hảo, hòa hợp với thiên nhiên nhằm tạo dựng những giá trị đích thực của cuộc sống, đem lại sức hút khó cưỡng cho khách hàng. Thứ nhất là cái địa điểm ở đây thì nó cũng thuận lợi, gần trung tâm thành phố. Thế và thứ hai nữa là cái giá cả nó cũng hợp lý. Và cái sự tạo điều kiện của dự án nó cũng thông thoáng, cho nên mua đất để mình làm nhà, có thể là vừa ở vừa kinh doanh. Giá sàn bây giờ là rất là tốt, thuận lợi cho mọi người là mua bán và đến ở cho nó có vị trí thuận lợi cho các con cái đi ăn học rồi đi làm, cho chí các công việc đều thuận lợi. Hai nữa là sau này tương lai của cái chỗ này là càng ngày càng đẹp lên, vì thành phố là mở rộng, mọi thứ sẽ năng động và phát triển. Hiếm có dự án nào có thể sở hữu vị trí độc tôn như khu đô thị Phú Xuân Nam San. Nằm ngay sát trung tâm thành phố, kết nối giao thông thuận lợi. Phía đông bắc tiếp giáp mặt đường Lý Bôn, phía tây nam tiếp giáp với khu đường quy hoạch 20,5m, phía đông nam tiếp giáp mặt đường Quách Đình Bảo, phía tây bắc tiếp giáp mặt đường quy hoạch 10,5m. Tổng diện tích dự án trên 105.000m², quy mô gồm 2 tòa chung cư dành cho người thu nhập thấp, 76 lô biệt thự chiều cao từ 3 đến 4 tầng, cùng 248 lô nhà phố liền kề từ 4 đến 5 tầng với phong cách shophouse, được chủ đầu tư xây thô và hoàn thiện ngoại thất theo hồ sơ được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại bậc nhất tỉnh Thái Bình. Trước hết là về mặt hiện trường thì anh em cán bộ kỹ thuật có mặt trên hiện trường 24/24. Hai nữa là các cái trung tâm kiểm định, các cái bước kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng cũng có mặt trên công trường, như vậy là 24/24. Và đánh giá chất lượng công trình sau khi hoàn thành nghiệm thu thì chúng tôi cũng đảm bảo các cái tiêu chuẩn, chọn lựa những cái đơn vị phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm định đảm bảo chất lượng và uy tín và trung thực.
thấu hiểu được nhu cầu bức thiết hiện nay là sống xanh, sạch và khỏe mạnh. Công ty cổ phần Đam San đã dành phần lớn diện tích đất để thiết kế cảnh quan xung quanh như công viên, cây xanh, đường dạo bộ, hồ điều hòa sinh thái, sân thể thao, khu vui chơi, nhà văn hóa thiếu nhi và trường mẫu giáo. Là một sản phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết của chủ đầu tư, khu đô thị Phú Xuân Đam San được thiết kế công phu tỉ mỉ, độc đáo. Với phong cách kiến trúc sang trọng, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo ra một quần thể kiến trúc vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Hy vọng mang đến cho cư dân tương lai một cuộc sống hưởng thụ đỉnh cao mà chưa khu đô thị nào có được. Hy vọng rằng là cái khu đô thị này nên thì thứ nhất ý, là một là cái nó cũng góp phần vào cái chỉnh trang đô thị của thành phố Thái Bình. Cái hai nữa toàn bộ cái phía tây của thành phố Thái Bình là cũng sẽ đẹp lên. Như xã Phú Xuân thì có thể xã Phú Xuân là riêng cái khu này thì đã khoảng hơn 1.000 hộ về sinh sống tại khu đô thị này. Bởi vì trong khu đô thị này nó có hai cái tòa nhà xã hội, mỗi tòa khoảng 20 tầng và khoảng hơn 300 căn hộ liền kề này. Vì vậy cho nên là sẽ đáp ứng được, là chắc chắn là cái xã Phú Xuân sẽ trở thành một cái phường của thành phố Thái Bình. Theo các chuyên gia phân tích thị trường bất động sản, khu đô thị Phú Xuân Nam San sẽ có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư vì dự án được xây dựng chuẩn theo khu đô thị kiểu mẫu với đa dạng các loại hình như khu căn hộ cao tầng, khu căn hộ thấp tầng, nhà phố thương mại. Không chỉ có lợi thế về không gian sống mà còn sở hữu mảnh đất tiềm năng. Xét tổng thể dự án, quy mô, uy tín của chủ đầu tư và độ hút khách, khu đô thị Phú Xuân Nam San hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích và sự bền vững gia tăng giá trị trong tương lai cho dự án. Không thể phủ nhận, nhờ những hướng đi đúng trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng, uy tín và giá thành sản phẩm, hơn 10 năm dựng xây, Đam San ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu, vị thế ở thị trường cả trong và ngoài nước. Từ chỗ doanh thu ban đầu 100 tỷ đồng, đến nay doanh thu đã tăng gấp 17 lần, đạt 1.700 tỷ đồng. Để đạt được kỳ tích trên không hề dễ dàng. Đam San đã đánh giá một cách đầy đủ, khách quan những mặt mạnh, mặt yếu để có chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp. Đồng thời, quán triệt phương châm tự mình cạnh tranh với mình để vượt lên. Đây chính là sự kết hợp, hội tụ của nhiều yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Để mà vượt lên so với thì cái chính là công ty luôn luôn đi theo cái hướng phát triển theo khoa học kỹ thuật. Một là tất cả các cái máy móc của công ty từng bước được hiện đại hóa. Hai nữa về mặt quản lý của công ty thì đã áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản. Cái mô hình 5S của Nhật Bản họ làm cách đây từ những năm 70. Và thực chất rằng cái mô hình này của họ đưa vào quản lý ở ta là rất phù hợp với cái trình độ của chúng ta hiện nay. Đấy. Thứ ba nữa là cái ý chí và nghị lực vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên. Và thứ tư là cái đường lối chính sách cũng như là cái sự quan tâm chỉ đạo cải cách các cái thủ tục hành chính của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cũng như các sở ban ngành, tạo ra một cái cơ hội rất là thuận lợi cho công ty. Ngoài ra, công ty đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, có tổ chức đảng, công đoàn vững mạnh, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ tốt, phấn đấu vì một công ty ổn định và phát triển. Đây cũng chính là nhân tố quyết định sự thành công của công ty cổ phần dệt sợi Đam San, nhất là trong giai đoạn thực hiện chiến lược tăng tốc, hội nhập quốc tế của ngành dệt may Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Đam San lại nhận được sự hậu thuẫn và ủng hộ của các cấp ủy chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Để có được cái thành công này thì công ty cũng rất là cảm ơn cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, của các ngành, của thành phố và các huyện.
đã chung tay, đã tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho công ty hoạt động theo cái quy định của pháp luật. Để vượt qua thách thức trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về thị phần và tỷ trọng cả trong và ngoài nước, Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đan San đã biết đoàn kết toàn thể cán bộ, nhân viên, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển, tập trung đầu tư dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện đại, lấy chất lượng sản phẩm, sự tín nhiệm của khách hàng để xây dựng phát triển thương hiệu. Ở đây chất lượng sản phẩm được kiểm soát qua từng công đoạn. Ví dụ như đây là chiếc máy Uto được nhập từ Thụy Sĩ, là phiên bản mới nhất, hiện đại nhất trong ngành sợi để kiểm soát chất lượng. Cùng với đó là sự ứng biến linh hoạt, xác định các bước đi, tranh thủ mọi mối quan hệ, củng cố và mở rộng liên tục thị phần, bắt tay với các đối tác chiến lược. Từ đó làm chuyển hóa thế và lực, ngày càng có nhiều thuận lợi hơn cho Đam San. Hướng đầu tư được xác định là làm thay đổi cơ bản năng lực, trình độ sản xuất các mặt hàng, làm cho hàng hóa của Đam San có sức cạnh tranh cao về mặt chất lượng, chủng loại, kể cả giá thành, để sản phẩm của công ty cổ phần dệt sợi Đam San là sự lựa chọn tối ưu của khách hàng trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng và cải thiện tốt nhất đời sống người lao động. Dĩ nhiên, để hoạt động sản xuất kinh doanh gặt hái được nhiều thành công, đòi hỏi sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng bộ, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư đổi mới hàng loạt thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quan hệ sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm. Để thích ứng với quá trình hội nhập, công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San chú trọng. Sau khi được tuyển dụng, nhiều cán bộ, nhân viên đã được gửi đi đào tạo nâng cao, đào tạo lại tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành. Để đáp ứng được yêu cầu công việc thì ban lãnh đạo, giám đốc công ty rất là quan tâm đến công tác đào tạo. Ở đây thì công nhân đều được đào tạo tay nghề chuyên môn thường xuyên, đặc biệt là tham gia khóa học 5S do công ty tổ chức. Còn đối với cán bộ quản lý và kỹ thuật thì đều được đi tham quan học tập ở các nhà máy khác và được cử chuyên gia về để lắm bắt dây chuyền. Và đến nay thì xưởng FN cũng đã tự tin là kiểm soát được toàn bộ về máy móc, công nghệ thiết bị của nhà xưởng. Được sự quan tâm của Hội đồng Quản trị, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, biết chia sẻ lợi ích trong quá trình phát triển, Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San luôn chăm lo, bảo vệ, đề cao, tôn vinh những người lao động, tạo động lực thi đua từ mỗi vị trí, mỗi con người. Bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi như phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phong trào rèn luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào xây dựng công sở văn hóa, gia đình văn hóa, các phong trào an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ. Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, lòng đam mê nghề nghiệp trong cán bộ công nhân, xây dựng môi trường làm việc tin tưởng, đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng luật pháp. Với phương châm thu nhập của người lao động là thước đo năng lực và đạo đức của cán bộ lãnh đạo và quản lý, tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Bằng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cộng với sự siêng năng, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Đam San đã chọn được con đường đi đúng hướng. Từng bước đổi mới công tác quản lý, hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm. Chất lượng hàng hóa đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế, thị trường ngày càng được mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, cuộc sống của cán bộ, công nhân viên ngày càng được quan tâm, chăm lo chu đáo. Công tác xã hội ngày càng được đẩy mạnh. Đây là những tiền đề quan trọng để năm 2018 và những năm tiếp theo, doanh nghiệp viết tiếp bản tráng ca mang tên Đam San. Công ty sẽ khai thác tối đa cái năng lực sản xuất của các cái nhà máy sợi, của các nhà máy dệt, của các cái nhà máy may của toàn công ty, đảm bảo được là cái lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh từ cái mặt hàng cốt lõi của công ty khoảng được 80%. Thế còn cái việc đầu tư bất động sản
thì cũng góp phần vào cho khoảng 20% vào cái lợi nhuận của công ty. Với khát vọng cháy bỏng, mong muốn được chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh giàu đẹp. Trong năm Mậu Tuất 2018, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy Đam San 4 tại cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải. Phấn đấu doanh thu tăng trưởng từ 15 đến 20% so với năm 2017. Thứ nhất là công ty sẽ đầu tư hoàn tất cái cụm công nghiệp tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với diện tích là 49 hectare, hoàn thành trong năm 2018. Hai nữa là tại cái cụm công nghiệp này thì khi mà nhận được đất thì công ty sẽ đầu tư ba cái nhà máy. Một là cái nhà máy sợi khoảng cỡ độ 40.000 cọc. Hai là một cái nhà máy dệt với công suất khoảng cỡ độ 100 máy dệt. Và thứ ba nữa là một cái nhà máy chăn ga gối tại cái xã An Ninh, tại cụm công nghiệp xã An Ninh này. Cái phần đất còn lại thì công ty tính toán là sẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê, và làm sao là trong khoảng 3 năm thì cái cụm công nghiệp An Ninh sẽ hoàn thành và sẽ có khoảng từ 7 đến 8.000 lao động tại cụm công nghiệp này. Chắc chắn công ty cổ phần dệt sợi Đam San sẽ còn vươn xa, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, vững vàng tiến bước trong hội nhập và phát triển, nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp đa sở hữu, đa ngành nghề, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam.